Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 6, hơn 5.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh học quy chế thi. 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi. Đúng 14 giờ chiều ngày 27 tháng 6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tại phòng thi, nghe giám thị coi thi phổ biến đầy đủ quy chế thi, lịch thi, đồng thời kịp thời đính chính sai sót về thông tin nếu có. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có khá nhiều điểm mới, trong đó quy định hết sức cụ thể những điều thí sinh được làm và không được làm trong phòng thi, như thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, cầm ba, tẩy, thước kẻ, atlas địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý, tuyệt đối không mang máy tính bỏ túi có chức năng soạn thảo văn bản hoặc có thể nhớ. Đi dự quy chế thi thì em có, đầu tiên là như là những gì em đã biết, đó là mình không có được mang những cái đồ dùng điện tử, đầu tiên là điện thoại và đồng hồ thông minh vào trong phòng thi. Bên cạnh đó thì em cũng biết được thêm đó là mình chỉ được mang bút, thước, tẩy, compa và giấy nháp thì sẽ được điểm thi phát, chứ mình cũng không được mang. Em đã cố gắng ôn hết mình trong khả năng những ngày vừa qua và em mong là mình sẽ giữ được cái bình tĩnh và sự sáng suốt nhất định khi mà vô gặp phòng thi. Ví dụ tới bài khó thì mình sẽ giữ được cái bình tĩnh để mình giải quyết nó một cách tốt nhất có thể. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh là một trong 5 điểm thi chính thức tại thành phố Kon Tum. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã chuẩn bị tốt các điều kiện và phương án tổ chức kỳ thi. Điểm thi trường Dân tộc Nội trú tỉnh được có 542 thí sinh tham gia dự thi. Các em đến từ 4 đơn vị trường học. Một là trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum. Thứ hai là trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Thứ ba là trường Dân tộc Nội trú huyện Đắc Hà. Và 4 là phân hiệu trường Dân tộc Nội trú tỉnh tại huyện Ia Rai. Tổng cộng được bố trí là 23 phòng thi cho 542 thí sinh. Theo quyết định thì điểm thi này có tổng cộng 93 cán bộ giáo viên nhân viên làm công tác coi thi và đã có mặt đầy đủ cái buổi làm việc ngày đầu tiên. Cái công tác chuẩn bị kỳ thi được lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo, thì công tác chuẩn bị để các tình huống mà bất ngờ xảy ra thì vẫn phải chủ động để kỳ thi diễn ra an toàn. Trong buổi học quy chế thi chiều ngày 27 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác coi thi Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 làm trưởng đoàn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Kon Tum năm 2023 đã đi kiểm tra đánh giá tình hình chuẩn bị cho 2 ngày thi tại điểm thi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Qua đó động viên khích lệ tinh thần các thí sinh tham gia kỳ thi năm nay đạt kết quả tốt nhất. Đối với học sinh ở các đơn vị xa đến thì tại nhà trường cũng đã bố trí chỗ ăn, chỗ ở tổng cộng cho 265 em học sinh. Công tác chuẩn bị để phục vụ cho các em tương đối đầy đủ. Có bộ phận cấp dưỡng, nấu cơm, ngày ăn 3 bữa buổi sáng, trưa, tối cho các em. Đảm bảo dinh dưỡng, nói chung là khẩu phần trong những ngày này thì nó tốt hơn. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tỉnh Kon Tum có 12 điểm thi chính thức với trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 270 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các điểm thi chính thức và điểm thi dự phòng đã đảm bảo những điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.